chứ mình đã dừng ngay tại đây và bây giờ mình sẽ tiếp tục với nhiệm vụ tiếp theo của Titanfall 2. Và cái gì mà sao nó to đùng mà ghê và đỏ lè vậy. Nhưng mấy dân chơi trên cái tàu này nè. Ủa má ta tình đó hả? Oh oh shit man. The fuck? I got you, kid. Brace yourself. Ồ mình cứ tưởng mình rớt xuống rồi, giờ mình không biết mình nhảy kiểu gì, mình bấm nút nhảy nó cũng không nhảy. À giờ mình mới hiểu đây. PT PT lên 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 được không? Không được hả? Gì đâu đớn vậy? Ồ cái con súng nhắm này đã vậy. Double take. Đẩy nó lên ơi. Take control nó là mau ta. Mình mất cái súng kia rồi. You can do this, Cooper. Đó, chuẩn bị chọi nè. Lên. Just like before, man. Just like before. Giống trước thôi. 1, 2, 3 phóng. YOLO. Anh phải tới đây. Anh phải không sợ nữa. Ôi 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 ôi. Ôi nhìn dưới đất được luôn nè. Cậu đã tính toán kỹ vãi đái. Là nãy mình không cần phải di chuyển vậy đó, mình chỉ cần để yên cho nó bay ra, tự động nó bay ra. Mà khúc dưới nhìn đã thì chứ. Ủa má, nó làm đẹp ấy chứ. Clear on the board side gun. Cái này là... Lúc hàng đằng sau vãi cái đái. You got it this time man. Ồ, oh, phải jump hả? Xa quá, sao mà nhảy tới được? Ok ok ok, làm thêm lần nữa, làm thêm lần nữa. Ok, chúng ta đi vô trong rồi nhá. Đúng, đúng là phải như thế này rồi. Wow 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 wow. Tụi IMC nè. Ôi thằng này cho bòi vậy. Vô cây kia hết đạn rồi. Mình lấy cái này ra. Ôi cây này kiểu như nó spot địch được luôn rồi ba. Đam nó hơi yếu một tí. Rồi cái nó spot đỏ lè nhân vật lên. Hay ôi ôi ôi. Ôi ôi ôi, sao nó đông quá vậy? Đông quá vậy? Cái robot này rồi cái nó trâu. No 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 no. Mấy thằng kia thì nó không có đến nỗi nào lắm, nhưng chỉ còn mấy con robot này. Bắn hoài nó không chết. Bốn đạn. Ê mà kêu mình thích cái cây này chứ. Cây này được cái là bắn nhanh, bắn cũng ngon, đạn cũng nhiều. Ôi gì đây. Giờ này đi lên hả? À? Mình cứ tưởng là phải nhảy hay gì đó. Just hang on. Ơi ơi ơi. Ờ nó dừng lại mà. Cứ tưởng là nó. Hello dân chơi. Này thì súng máy nè con. Bắn mình như đúng rồi á. Có một mình cân tim vậy á. Đỉnh thiệt. Như thế nào cái đám kia cũng vậy. Ơi 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 ơi. Tàn hình đi cái nhẹ coi. Ô no 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 no, bắn rác quá, bắn rác quá. Ghép cái robot này ghê ta. Ôi 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 ôi. Nó dí nhầy quá. Ôi.
Hồi báo đi, hồi báo đi, hồi báo đi. Đúng rồi, hên quá, con này nó máu nó thì mấy con kia nó máu thì nó thì trâu, nhưng mà nó khó, nó làm mình mệt dễ sợ luôn. Chứ tôi dùng cái này cho tôi bắn mấy cái tàu khác được không? Không được rồi. Ủa, cái gì vậy? Hết cơ hội. Ok, đã hiểu. Cây này ngon chứ, đạn nhiều nữa. Ôi, mấy bé này bắn gì căng vậy? Cây này bắn chính xác nữa. Rồi nó tốc độ nhả đạn của nó ngon. Té luôn. Các bạn phải cẩn thận chứ, mình ném chết. Wow, mấy đồ bắn căng quá. Wow. Cái hồ má nữa. Này thì bắn bố nè. Ui. Bắn rác thế dân chơi. Mấy dân chơi kia đâu rồi? Chúng ta phá được thêm một cái bù nữa nè. Dừng tới đây. Clear on the for ship wagon platform. Gun 2 is down. Get the last one. Get the last one. Nãy mình bắn thiếu thằng này mày. Chắc là vẫn còn thằng này trong đây hay sao nó không có dừng rồi, tự động nó dừng rồi đó. Ủa. Đó hết rồi ta. Hình như còn một thằng nữa sao mày? Clear on the gun board ship. Làm sao để clear cái đống này? Còn một thằng nghi đó mà, còn một thằng hiện kia nó không có clear được mà thằng này nó trốn nãy giờ kỹ vậy đái. Làm bố mà đổ nguyên súng vậy. Split fire rear. Chúng ta sẽ quay trở về với cái đám kia đây. Nice. Nhảy zipline cái kiểu luôn, kinh thiệt. Nice work. Good covering fire, man. We got you back. Commander Briggs, we'll also need your help. Copy that, Bear. Ok. Bà kia, bà đang tới rồi. Cái vô này bắn cũng ngon ấy chứ. Close the door and keep her steady. He's not thinking. Oh no, wait a sec. Follow me. Đi theo thằng Bean vậy. Mr. Bean. Just move your ass, Davis. Ôi. Nó nhảy được hơn luôn trời. We got the drop on them. Chạy lẹ vào cơ lơ. Mất cái nhẹ cơ. Ôi. Bắn rác vãi cái đái luôn. Vãi cái nằm. Nó thanh niên nằm bắn. Trong khi đồng đội bắn quá trời mấy anh em đều co rút cho người kia bắn hay sao á. Sao con kia bắn tới. Ủa thằng kia đứng tuôn kia sao vãi cái đái luôn. Wow. Giết con robot này nha. Bắn ở trên kia xuống. Và cái bật shield. Bắn rớt shield luôn. MGL mấy thằng nó cầm súng càng không à. Mấy anh kia đâu rồi?
Vừa mới hai ba thanh niên trên kia. Take control the mouth of bridge. Wow wow, nghi lắm. Bắn không xuyên được bay. Bulletproof, chống đạn rồi. The guy by stair, chết mẹ rồi con. Rồi chết mẹ rồi. Team mình có đồ chơi rồi. Chứ không có kính nó chống đạn. Ready, chuẩn bị là mấy đứa. Nó tàn này rồi, rồi tàn sát nè. Bắn tùm lum tùm la hết. Rồi một phát vô luôn à. Mình chưa thấy nào nó hack mà ngộ như thế này, cầm nguyên dao đút vô là sẽ hack được. Hack lạ thì chứ. Chúng ta điều khiển được luôn bay. Behind the Dragonist. Ra đằng sau cái xe, cái máy bay màu vàng vàng kia phải không? Ok, đến chơi. Cũng không quá khó. Muốn bay lên phải vậy nè. Pull back your stick là nó sẽ bay lên. Cái này bay invert thì cũng khá là kỳ ha. Still left. Bay cứ lệch lệch quá bay. Go left nè, đang đi bên trái này ông nội. You're up too high. Cao quá cũng chịu nữa. Vãi mấy thanh niên này. Khó chịu dễ sợ. Mình là pilot mà, chứ có phải là ui. Được bể không? Bể luôn ở đâu chứ. Đỉnh vậy ba. Cooper will cover you from the rear. Take the deck and get to the Draconis. Voodoo 1, Viper's on station. Your journey ends here, pilot. The skies belong to me. Nowhere to run. Nowhere to hide. Còn mấy thanh niên Viper. Con này con gì? Ion, sao nhìn cái súng nó chán gì đâu. Bắn không trúng rồi. Ôi, hai ba thằng. Ê, chết mẹ bấm nhầm rồi. Oh, 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 oh. Được lắm. Very nice. Oh, có đá bắn rồi, có đá bắn rồi. Bước score với mày liền. Anh mày để cho mày chạy chắc. Nghi nó hồi máu lắm nè. Mấy hàng này cũng thông minh đấy chứ. Bắn cũng khá là khó chịu. Wow 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 wow. Ôi 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 ôi, dừng chơi dừng chơi dừng chơi. Muốn quất lộ với BT không? Muốn không, muốn không, muốn không? Lại đây, lại đây, ngon lại đây. Cái gì nó bắn cái gì vậy? Xa vậy. Cuối cùng này đỡ là mừng quá. Ok. Xuống đêm. Chúng ta kích hoạt cái smoke lên. Né đâu cũng tiêu rồi. Một vàng luôn. Dính liền. Mình nắp bằng sau cái này nè. Smoke nữa. Đó. Smoke đúng lúc là ngon liền. Sau này nó hồi máu hoài vậy. Mình phải nhân cơ hội mà quất mà lúc mà nó mất cái thanh giáp luôn á. Thì may ra mà quất được thằng này. Chứ mỗi lần nó lên giáp lại nó cũng hồi máu giống như mình vậy.
Mình chỉ hơn nó cái gì mà mình bao giờ có cái khoảng cách của nó bắn với nó thôi được rồi. Lên em mất máu rồi kìa. Đó, ngon lành liền. Viper chết chưa? Tới checkpoint rồi mà anh chuẩn chưa chết. À, anh mày để dành một cái kho bên đây mày biết không? Lại lỡ mày có bắn anh mày rồi, anh mày còn sống không? Wow wow wow. Lên lấy một cái kho nữa coi. Mấy này nó nguy hiểm quá. Sau này lúc nào nó cũng có giáp hết vậy. Wow wow, bắn vậy mà vẫn dính nữa hả? Ui 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 ui, bé này kinh. Hồi máu cái nhẹ coi. Đâu rồi, thanh niên kia đâu rồi? Chạy đây. Ủa, mất hết đạn đúng lúc vậy. Còn chút xíu nữa chết rồi. Ủa, quá hay. Ủa, cuối cùng cũng chết. Ha, à, đã thì. Viper is down, man. Viper is down. Có máu rồi. Disembark fastball for fastball. Ok, nó chọn mình nè. Chọn đi em, chọn đi. Calculating. Đang tính toán, chuẩn bị chọn. Đó, ngay cho đó. Ôi, what the fuck. Con này mày chưa chết nữa hả mày? Chưa chết nữa hả mày? Nhây vậy, ôi. Ôi, nó quất lộn nhau luôn rồi. Wow 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 wow. Bắn không xin nhê gì vậy? Đó 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 đó. Ôi 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 mẹ ơi. Ủa kìa. Từ từ để nạp đạn ra. Chết đi chết đi chết đi. Cuối cùng cũng chết. Này. Mà nó bóp trái rồi. Defanged. Sao không diễn chơi? Đi lạng trạng rồi, say rượu rồi. Chết rồi. Không ổn rồi. Mà nãy giờ nó không té mà thấy cũng hay ha. Rồi cái con bự chạng mà cái hướng đi này kỳ kỳ. Xuống đây coi. Ủa sao một bầy dưới này vậy? Không có BT cưng rồi. Tất ra nó cũng xua đuổi được mấy thằng này đi chỗ khác mà. Nó phóng ra hết rồi. Má anh này nhát gì đâu á. Giờ sao đây? No 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 no. This work do not run to the nearest escape pool. Là nó tới cái chỗ escape pool là mấy cái chỗ này là nó phóng thẳng ra ngoài luôn. Off the ship. We are running out of time. This way, Cooper. Get the Ark out of here. Negative. We are trapped. What are you doing? Protocol 3. I will not lose another pilot. Brace for impact. Blisk, your problems are not my concern. Once you have delivered the Ark as per your contract, your payment will be transferred by the IMC. Just have my money ready. I'll get you your precious cargo, you useless nav. Oi, Titan! You're gonna open up and give me what I want. Voice command. Not recognized.
Let me just rip it out of him. Can't risk it. The Ark's unstable. Listen, hero. You have what's mine, and I want it back. Go on. Tell your Titan to open up. BT, open that hatch when this guy's dead. Still trying to be a hero, eh? I have a lot of dodge riding on this contract, my friend. So tell your Titan, if he doesn't open up, I will shoot you in the head. Pilot in jeopardy. Ocular systems, marginal. Cannot visually acquire pilot. Stand him up. You see him now? Right here, right here. Yeah? You see him now? Functions compromised by severe crash damage. I don't care how broken you are. I know deep down, some things still work in there. Now open up, or I'm going to shoot your pilot in the head. You still remember numbers, don't you? I'm going to count to three. One, two, three. Nah, that wasn't so hard, was it? That's the problem with teams. If you don't win together, you die together. Mấy con này lúc nào nó cũng thủ sẵn một cái kiểu là survival kit gì á, một cái bộ để sống sót dành cho pilot. Kiểu như Titan chết thì được, nhưng mà pilot chết thì là một cái chuyện khác á. Đó là con người thôi. Và mình nghĩ là có thể giờ BT chết là giờ mình phải làm gì đây ta? Chim kit online. Mình cũng hơn là nó cho mình cái súng lục á. Ok, cái súng này tự nhắm cái đầu bắn luôn. Thì mình nhớ trong phần multi là vậy ba, chúng ta không cần nhắm cũng dính đó, thấy không? Định là giống như gì Hero 76 trong gì cái ông gì trong Overwatch á, có cái chiêu ôi đây mình thử cái đạn này coi, đảo quá, toàn nó nhắm cái đầu không. Thì tại trong phần online mình nhớ là vậy, nhưng mà cái là đạn có hạn. Giờ mình không biết đi đâu nữa. Giờ BT cũng chết rồi.
Ơi má hụt quá. Ơi dính luôn bay hai cái đầu. Ê cái này hồi đạn hoài luôn bay. Hay bay, mỗi lần bắn cái rớt cái đầu vừa nhìn vui dễ sợ. Vừa rớt cái đầu rồi rớt cái mũ bảo hiểm mà không cần ngắm luôn. Cái này hay chỗ đó. Giống như bật hack vậy. Đỉnh liền. Mình khoái cái này đó. Auto giống như bật hack vậy. Sao nó không cho mình mấy cây này sớm hơn ha. Tới checkpoint rồi mấy đứa ơi. Trong mấy cái trường hợp này, trong mấy cái súng này bắn nhanh thì chứ. Thấy cái súng cuối này nó cứ OB sao á, ngắm cái đầu không à. Bắn chỉ 2 viên là 2 cái đầu rồi. Rồi auto am nữa, nó cái bạn không cần chỉ giờ nó auto bắt sống luôn rồi. Đó. Bắn chỗ này không OB cũng thấy kỳ. Mà đạn vô hạn nữa chứ. Đỉnh cao thì chứ mình thích cái súng này đó. Nhưng mà trong multi á lúc mà bạn bắn nó có sẽ có cái cây này nhưng mà nó sẽ chỉ có 12 viên thôi chứ không có vô hạn như thế này đâu. Đó, bắn một cái đầu easy dễ sợ. Mà các bạn không cần ngắm nữa mới đâu. Đỉnh thiệt. Cái này bắn không tới rồi. Tôi đi trong không biết đạn đâu mà la lắm thôi. Có cái súng thôi mà nó bắn như hát vậy. Cooper, your Titan standing by. Call it Titan ready. Call Ninja Titan là drop zone. Giờ chúng ta có một con Titan mới hả? FS1041. Ồ, trophy Titanfall. Gì đây? Cái lõi hả? Ồ, BT7274. Ồ, Thanh niên đã trở lại. À, nó chúng ta có thể thay nguyên một cái con này bằng chỉ cần bộ nhớ là được rồi. Kích hoạt bộ nhớ là được rồi. Nice man. Over 25,000 actually. BT7274 online and ready for. Có súng mới à. Oh. BT đỉnh vậy BT. Ngon vậy, nguyên cái súng sáu đồng luôn à. Súng máy đã vậy. Con này con gì? Legend. Ok, để quốc con này coi, thử con này coi. Để mình đọc skill đó. Shield deploy around a predator cannon. L1 là shield nè. Tam giác là chuyển giữa bắn gần với bắn xa để có những viên đạn ổn định hơn. Bắn xa knockback nearby enemy. Bắn gần là đẩy đối tượng ra, bắn xa là bắn phá mọi thứ. Automatic lock on đỉnh. À, mình thích con này đó. Ôi con này bắn đã thế không biết. Rồi nó rút máu con ta kìa. Ê con này là mình liên tưởng tới lắc bia trong Rainbow Six vậy. Đằng kia cũng có một legend. Để coi. Nổ liền. Ôi, nổ lẹ vậy. Cái này con này được cái bắn xa đảo. Để thử bắn gần coi. Cái này bắn gần của ông ta. Cái này bắn xa đây. Bắn xa đi. Còn nó rút máu. Ơi. Press X to dash thì mình biết lâu rồi. À rồi hả, hiểu cái khúc này rồi. Con này hồi máu cũng hay. Sao cái con này bắn rác dữ vậy ta? B
chúng ta cần pin, cần pin. Má nó còn Reaper với Titan nữa chứ. Và cái lúc mà gọi là con này nó lên đạn nó hơi chậm một tí. Ronin nè. Giờ có con này là Ronin hả? Chả lấy gì á. À, nạp đạn rồi, nó đỡ hết luôn. Wow 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 wow. Hồi máu cũng nhanh đấy chứ. Gì? Nó cũng có shield giống mình luôn rồi. Bật shield luôn cái đó. Mình để xem mình xử thằng North Star trước đã. Nhưng mà cái mỗi lần cái con này nó đạn nó hơi lâu một tí. Giờ là cái cơ chế mà lúc mà nó lên nồng á nó hơi chậm một tí nhưng mà con này cũng đánh cũng ngon. Legend hay tuy là cái tên cũng nghe cũng ngầu phết. Hèn chi con này con cuối. Ôi sao giờ mới thấy đi nhìn nó ra. Ê ê ê. Ô ô. Pin cái nhẹ coi. Con này thích hợp để đánh hơn là để chạy mà. Kiểu như là đánh giữ tình huống này nọ, kiểu giữ tình thế từ xa này nọ. Thì con này nó mạnh. Mấy con kia đâu có tên á, chạy đâu cho hết trơn rồi ta. Chạy lẹ vào color. Có cảm giác điều không ổn. Con này được cái stray đã vào color. Khỏi phải chơi luôn. Ôi 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 ôi. Em đét. Mình nghĩ là chắc nó cho cái con này cũng là có mục đích à. Ra đây em, ra đây em. Nó đỡ hết bay. Bật shield lên bắn rồi. Bao giống Blackbeard luôn. Bé rút này chuẩn bị lên dĩa rồi. Bắn cái gì nữa. Gặp mấy thằng này phải cán. Ôi Scotch. Con này khó lườm á. Con này bắn thì ngon nhưng mà lúc mà nó lên nòng á nó hơi chậm. Để lên Smart Core thử coi. Auto em luôn. Khi dụ dính giống như là con này công nhận nó dính nó giống như là thằng gì trong Overwatch quên tiêu đó. Cái gì Soldier 76 á, giống con Soldier 76 trong Overwatch vậy. Power Shot. Ok. Power Shot là bấm R1 là nó một viên xuyên giáp hay sao? Activate Fire Core. Chọn mấy con mới này đánh cũng hay. Rồi chúng ta có chung thể loại rồi. Ồ dính liền. Một phát là lên nòng. Quá ảo. Quá ảo mới chế ơi. Smart Core, con này lên Smart Core nữa. Nhanh đấy chứ. Lên cái mày auto aim ấy. Lên cái ultimate nhanh. Khá là tiện. Con này nó đi ngồi xuống được luôn ha. Kinh.
Ồ đã, và killer giống như tàn sát vậy, giống như bạn đang có gặp một cái vũ khí tối thượng vậy ha. Đã vào đây. Banh con mẹ nó sát. Má chúng ta phải trả thù cho BT phiên bản cũ. Má nó tỉnh lắm, nó dám giết mình luôn. Nó phá nguyên cái con expedition của mình. Mày được lắm. IMC Zone R, khu vực error. Đi đúng không ta? Checkpoint, tới checkpoint rồi. Ôi, bắn không được bay. Tôi muốn chỉ biết mình ở đây bay. Nên đập đạn ra, rồi chúng ta xuống tôi quất nó. You have your money, Blisk. Now go. My forces will take over from here. About time they do something. I think our militia pilot's trying to be a hero. He's all yours. Keep the salvage. Who said anything about salvage? I'll do this one for free. Where do you think you're going? Ark injector loaded. Spooling up stage one. Can't outrun a laser core, you little bugger. Vậy chứ. Anh Niên kia đâu rồi? Ồ ồ ồ. Hay lắm mày, được lắm. Nice try love, but I'm no pushover. Mình xài smart core đó. Anh Niên kia chạy hả mày. Smart core đã vô anh tay mày rồi. Mà kêu đạn đi như đạn dí vậy. Ô nó còn gọi ra thêm lính nữa hả? Sao mấy con này giờ nó khó nhằn dữ sợ luôn á. Bắn rồi bắn một mình đi, còn mày đặt gọi lính thêm nữa chứ. Ôi, thằng này khả năng teleport rồi. Ôi, nó, con này có vẻ không ổn rồi. Power shot. 1, 2, 3 viên nữa. Cái tiện khúc này nó bị chậm lại vậy. No. Chúng ta cần pin. No, chúng ta có pin ngay đây nè. Nó bị cái đứa trắng mà đấy chứ trời ơi. Wow, căng đét thiệt chứ. Gặp hết pin nữa chứ. Đau thì nhọc mấy này nó bắn căng quá, bắn không chừa ai đường chạy luôn. Nó còn gọi đồng đội ra quất nữa chứ, trong khi mình có một mình. Say good night, you little bastard. Giờ sao bé lại chạy. Ôi, thằng này muốn chịu chết mày. Wow, có pin nhẹ cái coi. Một đống luôn. Pin, chúng ta cần pin. Xong. Nice. Cuối cùng là xử xong con Sloan. Ê, tụi bay ngon lắm.
Cầm Mobile Legends vẫn cũng ngon thế này, vậy sẽ cái close range là chúng ta đánh được cái phạm vi gần cái kiểu. Hù, nãy giờ cứ né né rồi, đánh con này mệt chết bà luôn. Mình cứ tưởng mình thua nữa chứ. Blast is overload in my critical internal systems. Attempting to restore ocular systems. We fired everything at the fold weapon. No effect on ocular systems restored. My analysis is throat. Warning. Hostile Titan detect. Titan detect. It's your lucky day, Hira. I'm not going to kill you. I don't work for free. But you don't get to kill me either. Here, yeah, you earned this, eh? Liz, that Vanguard-class Titan is still in there. Not my problem, Marta. Should have put it in my contract. I've got other people with money to see. Cooper, I require your assistance. My auto-navigation systems are offline. Get me into that injector assembly. We must do this together. Don't worry, BT. I'm not going anywhere. Copy that, pilot. Protocol 3. Protect the pilot. BT, what are you doing? Trust me. BT! Trời, bản thân vô cái quả cầu hot luôn rồi. Để giải cứu bản thân. Để giải cứu Cooper. Một sự hy sinh cao cả đấy chứ. Mình thấy tội với BT. Mình cũng không hẳn là ơi. Hết hồn. Cứ tưởng không có chỗ gì để đáp xuống chứ. Giờ nhảy đâu nữa? Hết chỗ nhảy rồi. Got a visual. Doctor. Come on, pilot. Parker, get us out of here. Hang on.
people owe their lives to you. And to BT. Barker, set a course for Harmony. Take us home. You got it. Ninth Fleet, this is Harmony Command. Good to have you back. Welcome home. The destruction of Typhon saved the planet Harmony. The militia calls this planet their headquarters. The millions of others call it home. Commander Briggs says I'll be inducted into the Marauder Corps and assigned a new Titan. After the techs wipe what's left of my neural link with BT. I don't know what that'll feel like, to get assigned a new Titan. I kinda like the old one. Great job on Typhon, to all of you. This is Pilot Jack Cooper, signing off. Ồ, vậy là chúng ta đã hết game rồi, tới đây là kết thúc mọi thứ rồi. Ồ, khá là hay. Nhưng mà khúc cuối thì có thể là chúng ta thấy là một cái kết cục có hậu cho tất cả mọi người. Như là một cái kết rất là buồn cho BT. Tại vì BT đã hy sinh bản thân mình. Thậm chí chúng ta đâu có một cái cục kia để hồi cái trí nhớ của BT lại cho một cái con Titan mới đâu. Cái tính cách hay là cái tính của nó đều khác biệt hết. Thì chúng ta đã có cái quãng thời gian hành trình khá là thú vị và cũng khá là mới mẻ, một tựa game bắn súng như thế này. Nhưng mà có vẻ là nó kết thúc nhanh hơn mình nghĩ. Tựa game này được làm bởi Respawn Entertainment, là một trong những cái người đứng đầu dự án Modern Warfare 3, theo mình nhớ là vậy, đã rời khỏi cái Modern Warfare, khỏi cái Activision, khỏi cái studio, một trong ba cái studio của Activision là Treyarch gì đó, mình không nhớ, hình như là Infinity War hay sao á, là mấy người này xuất thân từ Infinity War, nhưng mà lúc đầu sau thì lại là tách ra thành cái Respawn Entertainment và hoạt động chung với EA, và chúng ta có Titanfall 2, và mình phải nói là nó hay hơn cái dự tính của mình nhiều, hay hơn cái suy nghĩ của mình nhiều. Mặc dù cái campaign cũng khá là ngắn, cỡ giống như là Battlefield 4 vậy á, nhưng mà nó có cái cảm xúc và có cái gì đó đáng để nhớ, giống như một cái nhân vật khá là đáng chú ý. Cái nhân vật mờ nhạt nhưng mà có thể trong game đó chính là nhân vật chính là Jack Cooper, mình thấy không có gì đặc biệt cho lắm. Tuy nhiên, nhưng cái nhân vật đáng nhớ nhất á là chỉ có, mình phải nói là BT rất là còn tạo một cái nhân vật rất là cảm xúc, cũng khá là hay. Và có vẻ như Respawn Entertainment đã làm tốt cái việc đó. Đây, chúng ta có cái cảnh BD 7274 đây. Nó đóng lồng tiếng đây. Và nếu mà bạn đang tính mua từ game này thì mình nghĩ là các bạn nên mua sớm trong khoảng thời gian những ngày gần đây, thì chúng ta đang có giảm giá khoảng 30% trên Origin thì phải. Nhưng mà cái game này thì mình chơi trên PS4 thì mình không biết là PS4 có giảm giá hay không. Nhưng mà Origin hiện tại là mình đang thấy là đang có giảm 30%, khá là ok. Đây là một cái deal khá là ngon và rất là thích hợp dành cho những bạn nào đang muốn chơi tựa game này. Và ngoài ra thì mình thường là hay là mình review cái tựa game này vào cái cuối những cái walkthrough mà mình thường hay làm, tại vì nó sẽ hợp lý hơn khi bạn đã chơi hết những cái gì mà bạn đã trải qua tựa game này như thế nào, bạn sẽ có cái nhìn cụ thể hơn, chứ không thể nào nói sơ sơ chỉ sau vài tiếng chơi được. Nhưng mà hồi đó là đây là một tựa game khá là hay, không những về cốt truyện mà phần về phần multi nữa. Multi cho nó phải nói là rất là được. Thì phần multi của nó là các bạn có thể chơi bất kỳ cái con Titan nào, đánh khá là hay, đánh rất là thoải mái. Và cái multi, cái nhịp độ đấu rất là cao, khá là giống con multi, nhưng có cái phần là đánh hay hơn nhiều. Và cái làm chủ trận đấu với là mấy con Titan này làm thay đổi nguyên cái mặt trận và đánh rất là ảo. Thì phải nói là đây là một những tựa game mà các bạn nên mua trong dịp khoảng thời gian từ đây tới cuối năm. Nó hay về phần single các bạn cũng đã coi qua, các bạn cũng thấy rồi đó. Thì và với phần multi nó cũng như mình cũng đã nói, nó có nhiều cái đặc biệt và có nhiều cái đáng để thử, giống như Battlefield 1 thì đây là một cái năm rất là thành công của EA. Ngoài ra thì
mình cũng nói luôn một cái lịch SEA Games sắp tới của mình. Thì nếu bạn nào theo dõi Facebook page của mình thì các bạn sẽ thấy mình đang khoảng một dạng cái hộ cái tấm hình hay gì đó, một vài list những tựa game mà có thể là mình sẽ quay những năm sau. Không có hẳn là có thể, là thường là mình sẽ ghi là những game mà mình có ý định quay rồi, cho nên sẽ có thể ưu tiên quay trong những năm sau. Nhưng mà cái lúc đó có thể là trên PS4 hoặc là PS4 Pro chẳng hạn, hoặc là Xbox One, những tựa game mình dự định quay thôi nha. Tại thường là mình không có đăng những cái gì mà không có liên quan tới những game mình không quay, mình không thích như vậy, nó sẽ hợp lý hơn mà để cho người coi, người ta nắm bắt được những gì mình có trên channel của mình như thế nào. Và sau tiếp chúng ta lại một kết thúc thêm một cái series nữa là Titanfall 2 đây, thì chúng ta kết thúc một cái khoảng như là đầu cái series này mình có đã nói là đây là một trong những series cuối cùng trong năm nay của mình, không phải là cái series cuối cùng mình quay nữa, mà là chỉ là cái series cuối cùng trong năm nay thôi. Series cuối cùng trong năm nay là mình quay, tại vì cuối từ đây tới khoảng cuối năm tháng 12 mà còn có mấy tháng mấy ngày nữa là hết năm rồi, thì nó cũng không có game gì mới, cũng không có gì hay để mình thử qua. Những cái game mà đỉnh cuối năm mà cũng quay cũng gần hết rồi, Battlefield 1 rồi Final Fantasy rồi, mình cũng dành thời gian để mình quay hết trơn rồi. Và một số tựa game mình không thích mà mình nghĩ là sẽ không quay, đó chính là Infinite Warfare, Dead Rising 3 mình sẽ không, hoặc là Dead Rising 3, Dead Rising 4 gì á là mình sẽ không quay, tại vì những tựa game đó khá là lặp lại và khá là nội dung mình cũng không có hứng lắm. Mặc dù cái Infinite Warfare được nhiều người kêu là có vẻ hay á, nhưng mà mình không thích cho lắm. Tại vì vấn đề một chỗ nữa là biết là quay cho người ta coi, nhưng mà các bạn coi, nhưng mình còn phải xem xét như thế nào, tại vì mình bỏ tiền mình mua cũng khá là phải suy nghĩ đi nọ kiểu, chứ không thể là mua cứ gặp là mua được. Tại vì mặc dù những tựa game này hay thì, nhưng mà chúng ta phải coi nó như thế nào thì mình mới có thích hợp chơi dài lâu hay không, thì đó là ý kiến của mình thôi. Còn chứ cứ kiểu như là gặp game gì cũng mua thì có thể là với mức độ coi như thế này thì mình cũng không có kiểu như là lợi ích gì cho mình lắm, tại vì cũng khá là tốn tiền đó. Tại game mấy game này cũng mắc chứ bộ, mà game nào mình cũng quay thì cũng phải khá là mệt, cũng khá là tốn tiền. Nhưng mà mình đều cũng chưa mất đâu, chứ mà mình cũng quay dựa trên cái đam mê của mình, cho nên cái phần này mình có thể là thoải mái được. Tại vì mình có thể là mình chi tiền nó cũng hợp lý, một cái sở thích cá nhân của mình và cũng như một cái sự chia sẻ của mình đối với các bạn. Thì cũng không có cần các bạn gì nhiều, nhưng mà mình cũng mong là các bạn ủng hộ mình. Outsourcing Class X nguyên dàn người Việt luôn. Dung Trương Cường Phan Long Huỳnh Lan Ngô Huy Lê gì đó, Hạnh Võ Hiếu Lê Đức Nguyễn Tùng Lê Tùng Võ vậy đó, artist một đống luôn. Gia Bảo Xuân Hương Tấn Đạt Nam Sơn người Việt, có thể là làm việc trên cái tựa game này khá là nhiều ha, tên quá trời luôn, toàn tên người Việt không à. Thì đó là vậy. Thì năm sau thì mình cũng nói sơ mình có nhiều tựa game cũng tính khá là quay khá là nhiều. Điển hình là để mình coi, mình nhớ lại khoảng thời gian từ đây tới tháng 1 thì lại không có game gì nhiều. Tháng 2 thì chúng ta có Horizon Zero Dawn độc quyền trên PS4, khá là hay và mình rất là muốn thử tựa game này, có thể là mình sẽ reorder sớm thôi. Và một tựa game nữa mình không nhớ tên. Tháng 3 thì chúng ta có Southport Fracture of Hone, thì nếu các bạn nào coi trailer với nó, với bạn nào chơi phần trước rồi thấy nó bựa, mát bựa luôn, trời nó chữ thề liên tục mà mắc cười lắm. Rồi có Ghost Recon Wildlands nữa, có lẽ mình sẽ co-op hay gì đó. Tựa game này mình, Ghost Recon thì mình lại nghĩ nó giống như là một cái The Division thứ hai á, có nghĩa là chơi co-op bàn tập luôn á, là kiểu như bạn buộc phải chơi bạn bè mình, bạn thì bạn mới xong nhiệm vụ được, không thể nào mà chơi riêng được. Cũng khá là hay, mình biết nghĩa là nó sẽ có cốt truyện, nhưng mà cái hướng cốt truyện nó sẽ đi đánh giống như là tụi bên The Division đó. Các bạn nào coi walkthrough mình, các bạn cũng biết rồi đó, nếu bạn nào muốn chơi campaign xong á, các bạn buộc phải đi chung với đồng đội chứ không thể nào đi riêng được, thì từ đó bạn mới cày cấp hoài, thì sau này sẽ có đi theo DLC. Thì mình nghĩ cái Ghost Recon nó sẽ như vậy, có thể là chúng ta sẽ có The Division thứ hai sao. Nhưng mà năm sau The Division sẽ còn một cái Year 2 nữa, có lẽ mình sẽ mua Season Pass của Year 2 của The Division để mình chơi. Hiện tại là mình cũng đã có Year 2 của Rainbow Six luôn rồi, sẽ quay liên tục. Và sắp tới chúng ta sẽ có khoảng thời gian chơi Battlefield 1 khá là nhiều, tại vì có DLC mới. Lịch từ đây tới cuối năm thì mình chỉ quay những tựa game cũ mà thôi. Nói chung là Battlefield 1, Rainbow Six, DLC mới Red Crown cái kiểu, rồi The Division Underground, với sắp tới 20 tháng 12 là có Survival DLC.
cái DLC này ra cũng lâu nhưng mà giờ nó mới ra trên PS4.